À, Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cây máy cắt cỏ 26cc nòng 34 ly nha mọi người. Đó. Thì con này là con Ryobi. Hàng Ryobi đây nha. SK260. Đó, hàng của Nhật nha mọi người. Máy còn khá là xuất sắc. Khá là đẹp luôn. Đó. Thì đời này nó có sử dụng một bộ giật trợ lực nhỏ nha mọi người, giúp cho mình giật nó sẽ nhẹ hơn một chút. Đó. Đây, và cái núm bơm xăng phụ nó nằm bên hông này nha mọi người. Đó. Đây, núm bơm xăng phụ đây nhé. Giá thì cũng rất là vừa tầm. Giá em này là 1.700.000 đồng. Đó, 1.700.000 nhé. Quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Thì cái tay ga của nó là tay ga lái hai bên và sử dụng tay ga gạt nha mọi người. Đó. Đây. Còn đây là bộ đầu bò của nó. Đầu bò thì nó rất là kín ha. Nó sử dụng một cái bát sắt này che rất là kín, cực kỳ chống cỏ vào đây rất là tốt ha. Đó. Đây. Giờ sẽ vào vấn đề nổ nha mọi người. Rồi thì trường hợp để lâu hoặc hết xăng, mọi người chú ý đây là cái núm bơm xăng phụ. Bơm đây nhé. Bơm cho nó đầy lên. Còn đây là cái chốt cần e nha mọi người. Chốt e bên này nhé. Đó, mọi người kéo ngang như thế này. Giật nó ho một tiếng mọi người vặn xuống là xài bình thường nhé. Đó, rồi giờ em sẽ khởi động lên nhé. Công tắc thì bấm nút đỏ nha mọi người. Bấm đây là tắt nhá, bấm vào tắt thôi. Đó. Ganti rất là êm nhá. Công tắc ở đây. Rồi, thì quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Thì cây này là giá 1.700.000 nha mọi người.